Xin chào quý vị và các anh chị, chào mừng quý vị các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện về lãi suất tiết kiệm tăng mạnh. Trong vòng khoảng 2 tháng gần đây thì chúng ta đang nhìn thấy cái lãi suất tiết kiệm thì nó đã tăng từ khoảng tầm 3-4% cho đến bây giờ nó đã tăng lên khoảng cỡ 6% dành cho những cái kỳ hạn 1 đến 3 tháng, và riêng kỳ hạn từ 12 tháng thì nó đã lên đến 9,15% gửi tiết kiệm online. Thì bài viết này được trên trang VN Express ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với anh chị để mà chúng ta cùng nhau nhìn vào cái mức lãi suất ngân hàng như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng gì đến thị trường bất động sản trong khoảng từ cuối 2022 cho đến đầu 2023. Trước nay nhiều ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi từ 1 đến 3 tháng lên 6% một năm. Riêng kỳ hạn 12 tháng có nơi lên đến 9,15% với khi gửi online. Ghi nhận của VN Express trưa ngày 26 tháng 10 cho thấy trong số 10 có 18 trong số 35 ngân hàng thương mại tăng mạnh lãi suất tiền gửi sau khi ngân hàng nhà nước nâng trần huy động từ 1 đến dưới 6 tháng lên đến 6% một năm. Các đơn vị chủ yếu tăng thêm 1% một năm do lãi suất tiền gửi một cho lãi suất tiền gửi từ 1 đến 3 tháng. Riêng Ocean Bank thì tăng 1,2% một năm cho tiền gửi từ 1 tháng. Động thái tương tự cũng diễn ra trong nền tảng online của khi cả nhà băng đều tăng lãi suất từ 1 đến 1,1%. Với mức tăng thêm này, hiện SCB, Nam Á Bank, Kiến Long Bank, Bắc Á Bank, NCB, GP Bank, SHB, Việt Capital Bank, Vietcombank và Liên Việt Post Bank dẫn đầu lãi suất tiền gửi 1 đến 3 tháng tại quầy khi trả kịch trần là 6% một năm. Ở kênh online có 14 đơn vị trả mức lãi suất với sự góp mặt thêm của Sacombank, VIB, VP Bank, VB, PV Combank với mức thấp nhất trong số các nhà băng tăng lãi suất kỳ hạn 1 đến 3 tháng đợt này là 5,5% một năm với cả hai kênh giao dịch thuộc Ocean Bank. Như vậy, lãi suất tiết kiệm ngắn hạn tiếp tục nâng trần cao mới, quay về mức trước dịch và ngang với thời điểm 2014. Mức này thậm chí tương đương với lãi suất tiền gửi 6 tháng của một số ngân hàng như ACB, Exim Bank. Con số 6% một năm để kể trên còn tạo khoảng cách rất xa với lãi suất tiết kiệm 6 tháng của nhóm 4 ngân hàng quốc doanh hiện đang quanh khoảng cỡ 4,7 cho đến 4,8% một năm. Dưới đây là mức lãi suất sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp được niêm yết chính thức cho khoản tiền gửi 1 tỷ đồng, không tính thỏa thuận thực tế của ngân hàng với từng khách hàng, khách quen, khách VIP gửi nhiều tiền nhưng dưới 1 tỷ. Lãi suất gửi online thường dao động từ 0,1 đến 0,2 cao hơn, có nơi trả cao hơn 1% một năm so với khi gửi tại quầy. Thì chúng ta đang nhìn thấy ở đây là các cái ngân hàng cao nhất hiện tại bây giờ lãi suất kỳ gửi 1 tháng thì chúng ta nó có 6%. Dưới 6 tháng thì 7,5, 7,3%. Cao nhất thì khoảng cỡ 8 thì 12 tháng là 8 đến 8,2% một năm. Đấy. Thì riêng với một số ngân hàng ví dụ như SCB đợt vừa rồi thì họ đã tăng mức lãi suất lên đến khoảng hơn 9% một năm. Tương tự các kỳ hạn 6 đến 12 tháng cũng được các nhà băng liên tiếp cộng thêm lãi suất với biên độ là 0,2 đến 1% một năm. Hiện lãi suất huy động bình quân 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng lần lượt là 6,6, 6,7 và 7,3% một năm tại quầy, tăng 0,3 điểm phần trăm so với tháng 10 với tốc độ tăng tương tự mức bình quân lãi suất của kênh online lần lượt là 7,1, 7,2, 7,6% một năm. Sau đợt điều chỉnh, SCB hiện là quán quân lãi suất của cả giao dịch tại quầy và online với mức lãi suất là 8,8 đến 9,15% cho kỳ hạn 12 tháng. Cùng kỳ hạn này đang có 5 ngân hàng trả lãi lên đến 8% tiết kiệm tại quầy, con số trên là 11 đơn vị khi giao dịch online. Bên cạnh cuộc đua ngày càng nóng, lãi suất của một số đơn vị vẫn hạ nhiệt chủ yếu ở các ngân hàng đã có giai đoạn tăng nóng trước đây. Việt Á Banh giảm từ 0,3 cho đến 0,6% một năm lãi suất kỳ hạn 6, 9 đến 12 tháng tại quầy và chỉ xa 2 ngày sau khi xác lập mức lãi suất online 12 tháng cao nhất thị trường. SCB dẫn đầu lãi suất 12 tháng tại quầy nhưng hạ 1,5% ở kỳ hạn 6 đến 9 tháng. Kiến Long Bank cũng giảm từ 0,8 đến 1% lãi kỳ hạn gửi từ 6, 9 đến 12 tháng.
Thời gian qua, nhiều ngân hàng lao vào cuộc đua nâng lãi suất huy động sau khi cơ quan nhà quản lý tiền tệ nâng trần, áp lực thì điều hành đang đè nặng lên ngân hàng nhà nước, với khi phải đánh đổi giữa việc kiểm soát lạm phát, giữ giá đồng tiền và ổn định mặt bằng lãi suất cho vay. Quan trọng nhất thì thời điểm hiện tại của ngân hàng nhà nước chúng ta đang nhìn thấy đây là ba cái nhiệm vụ mà ngân hàng nhà nước đang cần phải làm việc, đó là kiểm soát lạm phát. Lạm phát của chúng ta đang công bố là khoảng cỡ hơn 4% một năm. Thế thì để mà kiểm soát lạm phát ấy, thì lãi suất không được tăng trưởng quá nhiều. Nhưng mà để mà giữ giá được đồng tiền của chúng ta trước cái việc mà USD hiện tại đang tăng rất là mạnh, đồng tiền đô la Mỹ đang rất là mạnh như vậy, thì cái việc mà chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta có thể giữ giá được đồng tiền chúng ta. Thứ nhất là bán những ngân hàng nhà nước bán đô la Mỹ để giữ giá đồng Việt Nam đồng, nhưng mà cái cách này thì chỉ có thể làm trong ngắn hạn và không thể làm nhiều được. Cho nên là cái cách thứ hai để chúng ta có thể giữ được đồng tiền của chúng ta đó là tăng lãi suất. Thì chúng ta cũng đang nhìn thấy là cái lãi suất ngân hàng, cái tỷ giá ngoại tệ của chúng ta đã tăng từ khoảng tầm 23.000 cho tới thời điểm hiện tại đã lên 25.000 hơn rồi. Nghĩa là nó cũng đã tăng gần 10% rồi nha thưa quý anh chị. Vậy thì trong cái thời gian sắp tới thì Tùng dự kiến đoán là mặc dù là cái lãi suất ngân hàng có tăng thì việc mà kiểm soát lạm phát thì phải giữ cái lãi suất ngân hàng, nhưng mà để giữ giá đồng tiền chúng ta lại phải tăng cái lãi suất, thì hai cái điều này nó sẽ phải có sự cân bằng của ngân hàng nhà nước giữa việc mà tăng lãi suất để mà giảm cái việc mà tăng lạm phát cũng như là cố gắng giữ giá được đồng tiền của chúng ta. Và việc ổn định mặt bằng lãi suất cho vay á, thì thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy là lãi suất cho vay thì nó cũng tương tự như cái thời điểm mà chúng ta trước dịch Covid, khi mà chúng ta vay lãi suất ngân hàng dao động trong khoảng tầm từ 12 cho đến khoảng 15%. Thời điểm đó tôi còn nhớ là có một số anh chị VIP, anh chị có thể gửi ngân hàng với cái lãi suất cho vay lên đến khoảng từ 11 đến 12% một năm. Thời điểm hiện tại khi các ngân hàng huy động đến 9% thì nó cũng chưa bằng cái thời điểm mà ngày xưa khi anh chị vay gửi ngân hàng, khi anh chị là VIP của ngân hàng. Đấy. Thì cái quan trọng nhất thì chúng ta đang nhìn thấy sẽ là hai cái vấn đề này, đó là kiểm soát lạm phát và giữ giá đồng tiền. Thì hai cái vấn đề này thì nó lại khá là nghịch nhau, bởi vì kiểm soát lạm phát thì chúng ta phải như thế nào, chúng ta cần phải giữ cái mặt bằng lãi suất cho ổn định ở mức thấp, nhưng mà nếu mà để giữ giá được đồng tiền thì chúng ta bắt buộc phải nâng lãi suất để hút tiền về, tiền đồng về, để giữ cái đồng tiền Việt Nam đồng của chúng ta không bị trượt giá quá nhiều so với đô la Mỹ. Tiền đồng đang mất giá mạnh so với đô la Mỹ. Tính tới ngày 25 tháng 10, giá đô la Mỹ ngân hàng đã tăng 8,5% với đầu năm lên mức kịch trần là 24,888 đồng. Giá ngoài chợ đen đã lên đến 25,3 đồng, 25.300 đồng. Ngân hàng nhà nước từ đầu năm đến nay đã phải can thiệp bằng cách bán hơn 20% từ quỹ ngoại dự trữ ngoại hối, đồng thời liên tiếp điều chỉnh lãi suất để điều hành trong một tháng, vài tháng gần đây. Theo Tùng dự đoán, bán cá nhân của Tùng dự đoán thì khả năng có thể là USD nó sẽ tăng lên dao động trong khoảng tầm 27 hoặc hơn 27.000 trong cái thời gian sắp tới nha. Theo chứng khoán Bảo Việt, cơ quan điều hành tiền tệ cũng đã hút ròng hơn 133.500 tỷ đồng trên hoạt động thị trường mở. Đây là lượng hút ròng cao kỷ lục của ngân hàng nhà nước sau 3 tuần liên tiếp hiện bơm ròng, khi lãi suất cho vay liên ngân hàng hạ từ 7-8% xuống 5% một năm. Cơ quan điều hành thực hiện hút tiền để kìm đà tăng của tỷ giá. Thì đây cũng là một cái cách để mà cố gắng để kìm lại cái mức tăng trưởng của cái mức giá của đồng đô la Mỹ, bởi vì khi mà đồng đô la Mỹ tăng trưởng như vậy á thì các nguồn vốn FDI nước ngoài họ sẽ rút khỏi Việt Nam, và khi việc chúng ta rất khó khăn trong việc mà thu hút vốn FDI vào Việt Nam, thậm chí là chúng ta vẫn còn bị chảy cái nguồn vốn FDI đi ra nước ngoài, bởi vì các cái đơn vị đó họ sẽ chuyển từ Việt Nam đồng sang đồng đô la để họ giảm được cái rủi ro về cái việc mà khi mà họ đưa vào Việt Nam bằng đồng đô la, nhưng mà khi họ mang ra thì cái việc mà vì Việt Nam đồng bị rớt giá so với đồng đô la Mỹ thì họ sẽ bị thiệt thòi, họ sẽ bị lỗ. Chính vì vậy mà cái việc mà bình ổn cái tỷ giá đồng Việt Nam đồng và đô la Mỹ thời điểm hiện tại nó đang rất là quan trọng để chúng ta có thể giữ cái nguồn ngoại tệ ở Việt Nam được, hoặc là thu hút thêm cái ngoại tệ nước ngoài vào Việt Nam. Thì nhờ cái việc mà chúng ta phải giữ được cái
tỷ giá đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam ở một cái mức giá phù hợp. Ngoài việc chịu ảnh hưởng của chính sách vĩ mô nội tại, hệ thống ngân hàng cũng đang khát tiền gửi. Chính tính đến hết 6 tháng, tháng 6 tín dụng đã tăng gần 10%, trong khi huy động vốn chỉ tăng gần 4%, tăng trưởng tín dụng nhanh hơn nhiều so với huy động vốn, khiến chênh lệch giữa số dư huy động và dư nợ tín dụng của hệ thống xuống thấp nhất 5 năm. Các công ty chứng khoán gần đây đều dùng quan điểm rằng cho rằng đà tăng lãi suất tiết kiệm sẽ còn diễn ra mạnh đến cuối năm và kéo dài sang năm 2023. Do đó, VN Direct đưa ra dự đoán lãi suất tiết kiệm tiếp tục tăng thêm khoảng 50 điểm cơ bản lên mức bình quân khoảng 7 đến 7,2% trong kỳ hạn 12 tháng vào dịp cuối năm sau. Thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là câu chuyện là về lãi suất nó tăng là vì nguyên nhân chính là việc mà ngân hàng nhà nước đang cần phải bình ổn cái mức tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam đồng để mà ổn định nền kinh tế. Ngoài ra thì cái việc mà ổn định cái lãi suất, cái lạm phát của chúng ta cũng rất là quan trọng. Và cái việc mà tăng cái lãi suất như thế này ấy, thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến những anh chị mà mua bất động sản và sử dụng đòn bẩy trong cái năm 2020, 2021. 2020, 2021 khi mà lãi suất xuống thấp thì rất là nhiều anh chị đã sử dụng đòn bẩy rất nhiều. Đặc biệt là các cái dự án lớn, dự án của các chủ đầu tư lớn hiện tại bây giờ sử dụng đòn bẩy gần như là theo Tùng đánh giá thì những anh chị mà mua bất động sản từ năm 2021 ở các cái dự án mới thì gần như là hơn 90% các anh chị mua bất động sản với sử dụng đòn bẩy ngân hàng của các chủ đầu tư với cái mức đòn bẩy dao động trong khoảng từ 40 cho đến khoảng cỡ 100%. Thì khi mà những cái anh chị mà mua bất động sản từ năm 2021 như vậy thì rõ ràng là nếu như mà lãi suất ngân hàng tăng lên nhiều trong cái thời gian sắp tới thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các anh chị đấy. Đấy, rồi khi lãi suất tăng trưởng lên thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà kinh doanh sản xuất, đấy, chi phí tăng lên. Đấy, rồi chi phí tăng lên, lạm phát tăng lên thì khiến cho cái vấn đề gì ạ? Khiến cho các doanh nghiệp sẽ rất là khó khăn trong cái thời gian sắp tới. Đấy. Thì việc mà khi các doanh nghiệp khó khăn thì thị trường bất động sản cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi điều tương tự. Thì anh chị cũng nhìn thấy rằng chỉ cần tăng lãi suất là thị trường bất động sản cũng như thị trường chứng khoán đều có sự tăng điều chỉnh đi xuống. Đấy thì thời điểm hiện tại khi mà giá lãi suất càng tăng nhiều á thì nó sẽ ảnh hưởng càng nhiều đến cái thị trường bất động sản. Đây cũng là cái thời điểm mà các anh chị nào cầm tiền thì anh chị hoàn toàn có thể đi tìm những cái bất động sản tốt, những cái vị trí tốt với cái mức giá thành rẻ. Khi mà những cái người mà sử dụng đòn bẩy họ bắt buộc phải thoát hàng để mà tránh cái rủi ro trong cái thời gian sắp tới, hoặc là nếu như họ ngộp, họ đang cần phải thanh khoản gấp thì chắc chắn là họ sẽ có những cái deal mà họ sẽ phải giảm giá sâu để mà tìm thanh khoản trong thời gian hiện tại như thưa quý anh chị. Thế rồi đây là những cái bài viết mà Tùng muốn chia sẻ với quý anh chị trong video ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và anh chị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và anh chị trong video clip lần sau.